Quý vị, khuya ngày 13 tháng 6 trên địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm 4 người tử vong và nhiều người khác bị thương đưa đi bệnh viện cấp cứu. Thông tin ban đầu được biết, xe ô tô khách mang biển số tỉnh Nghệ An chạy tuyến Hà Nội Nghệ An khi đến nút giao giữa quốc lộ 1A thuộc phường Nam Thành thành phố Ninh Bình thì tông vào xe máy chưa xác định được biển số xe, sau đó chiếc xe khách bị lật nghiêng trên đường. Một nguồn tin cho biết, bước đầu xác định đã có 4 người tử vong và có khoảng 4 người khác đưa đi bệnh viện cấp cứu. Số người bị thương vẫn chưa được thống kê do không tìm được danh sách hành khách trên xe. Vụ việc hiện đã chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ. Chiếc xe khách này không được phép lưu thông vào thành phố Ninh Bình. Có thể chiếc xe trên đã lợi dụng đêm tối để đi vào thành phố và xảy ra vụ tai nạn giao thông trên. Trong sáng ngày 14 tháng 6, Ban An toàn Giao thông tỉnh Ninh Bình cũng đã đến thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện, đồng thời đề nghị cơ quan công an điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.